tất cả mọi người nha. Hôm nay mình dẫn mọi người đi xem một cây dâu rất đặc biệt nha, cây dâu tằm đặc biệt. Khu vực đây trồng mấy cây lần nhưng mà chỉ có cây đây là rất là sai, năm nay cũng rất là sai, rất là sai, có những trái chín luôn à mọi người. Ủa, ngon à. Chín luôn rồi, quay để luôn. Đây mà là một bình mứt dâu tằm hoặc là tự ủ rượu dâu tằm thì rất tuyệt vời nha mọi người, nhưng quả chín mọng rất là ngon. Và điều đặc biệt hơn hết là hôm nay anh em mình mới cắt cả cái sạch mọi người. Chỉ sử dụng là cắt cỏ thôi. Khi cỏ cao như thế này là nhìn quần mình xách máy ra cắt chứ không không sử dụng thuốc xịt cỏ nha. Thôi, chào mọi người.